Giờ mình đi qua Bắc Cali chơi. Hiện tại là mình đi cái phe ở Rio Roy rất là lớn á. Ngay núi là đậu quá trời xe cộ. Xung quanh là núi không. Đây là cái farm rất là lớn. Cái tổ chức mình không biết, mình đi ngang qua mình thấy vui mình ghé vô chơi luôn. That's Susan, the interpreter. Does she interpret different for my voice than she does for yours? I don't know. Let's find out. Happy birthday to you. Happy birthday to you. She seems to be mocking me. Why is she dressed like a cow? I don't know. The audience just noticed that she's dressed like a cow. Do we need milk? Shut up. Cái này là lễ hội Renaissance đó. Tất cả mọi người ta bận đồ như thời cổ, thời xưa đó nha. Chỉ mình mấy người buôn bán cũng phải bận đồ giống vậy. Chỉ có mình không bận, mình đâu biết, mình đâu có bận. Tất cả mọi người ai cũng bận đồ cổ hết đó nha. Yeah, các bạn xem quay quay đó. Yeah. Người ta bận đúng thời xưa á ha. Giống như mình đang đi vô lễ hội. Mặc cái thời vua chúa thời xưa. Lễ hội Renaissance. Đồ này đồ như đồ cổ cũng có bán nữa nè. Ở đây là người ta ăn mặc giống vậy nè, thời xưa chưa. Đây là bán. Rất là hiếm có. Thì vô lễ hội Renaissance là phải ăn mặc giống như người cổ điển thời xưa. Có mình không có bận thôi, chứ đa số là 90% trở lên, là 92%, 93% là bận đó.
Oh, what the heck? Yo. Have you yet to envelop your head in leaves as well? No.